Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tiếp tục về đề tài về sửa đổi luật đất đai năm 2013, trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ phân tích những bất cập tồn tại trong công tác thu hồi đất, nguyên nhân nào dẫn đến những bất cập như thu hồi đất thiếu minh bạch, chuyển đổi sai mục đích sau thu hồi, đền bù tái định cư không hợp lý. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tập hợp sau của chúng tôi. Theo luật đất đai năm 2013, thu hồi đất được quy định cụ thể trong 11 điều, từ điều 61 đến điều 73, trừ điều 72 trừng dụng đất, của mục 1 chương 6. Theo đó, các trường hợp nhà nước thu hồi đất bao gồm thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, điều 61 luật đất đai, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, điều 62, gồm dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quyết định đầu tư, các trường hợp do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua. Thu hồi đất do vi phạm khoản 1 điều 64, trong đó quy định việc thu hồi đất do vi phạm tiến độ sử dụng đất không bồi thường, hỗ trợ sau khi đã gia hạn tiến độ sử dụng thêm 24 tháng. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, điều 65. Các trường hợp không thuộc diện nhà nước thu hồi đất thì nhà đầu tư tự thỏa thuận để nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, điều 73 luật đất đai. Ngoài ra, điều 70 luật đất đai 2013 quy định về cưỡng chế thu hồi đất nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc cưỡng chế, đồng thời hạn chế sự tùy tiện trong tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, những bất cập lớn nhất trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ theo luật đất đai năm 2013 đó là xuất hiện những sai phạm trong thu hồi đất không phục vụ cho mục đích công cộng, thiếu minh bạch trong quá trình thu hồi, hỗ trợ tái định cư còn nhiều bất cập. Chênh lệch quá lớn giữa giá đền bù giải phóng mặt bằng và giá đất trên thị trường. Đây là những vấn đề nổi cộm bức xúc nhất hiện nay. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên 70% tỷ lệ khiếu nại liên quan đến đất đai, trong đó nổi cộm là vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân. Liên quan đến việc khiếu nại về việc thu hồi đất 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy hàng loạt sai phạm. Vị trí giới hạn quy hoạch được phê duyệt không thống nhất về tên gọi so với bản đồ và thực địa. Chính việc thu hồi sai, vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ dân sinh sống trên địa bàn, phát sinh khiếu nại gay gắt kéo dài. Là cái lựa chọn thủ là mặc dù có nghiên cứu, có tính toán nhưng mà thu hồi theo cái khu thì là nó không đúng, chưa chặt chẽ, không đúng pháp lý. Bây giờ mình phải nhận thiếu sót với bà con để rồi mình sửa để làm thế nào có sách thỏa đáng theo đúng cái pháp luật hiện hành hiện nay để mình giải quyết cho bà con để bớt đi cái tổn thất của bà con. Liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của người dân, vừa qua 18 hộ dân ở xã Nhiệt Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Trung Đồng tại xã Nhiệt Tân. Theo đơn khởi kiện, khu vực thực hiện dự án là đất nông nghiệp, người dân vẫn canh tác sản xuất, thậm chí Ủy ban Nhân dân tỉnh trước đây cũng đã phê duyệt dự án nông nghiệp tại đây, vẫn chưa có quyết định kết thúc dự án. Thế nhưng, ngày 28 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định phê duyệt chi tiết tỷ lệ xây dựng 1 trên 500. Chưa được có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, dự án này đã được chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư. Khi bị dân khiếu kiện đến ngày 7 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam mới ban hành nghị quyết về các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung năm 2017 và năm 2018. Điển hình như như tỉnh Hà Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý thu hồi đất chỉ dựa vào một cái thông báo, một cái văn bản của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Sau đấy thu hồi đất xong của người dân rồi, đến khi người dân khiếu kiện thì Hội đồng Nhân dân mới hợp thức hóa bằng cái cách là gì? Là ban hành một cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân là đồng ý cho dự án, nhưng lúc đấy thì dự án đã thu hồi, cưỡng chế thu hồi xong của người dân rồi. Đấy, rõ ràng đây là cái sự sai phạm dẫn đến cái sự bức xúc rất lớn ở trong người dân. Luật đất đai 2013 đã quy định rõ các trường hợp thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh quốc phòng, trường hợp thu hồi đất để phục vụ dự án kinh doanh.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chính quyền địa phương đã dùng quyền lực của mình để thu hồi đất không phục vụ cho mục đích công cộng mà phục vụ cho một số nhóm đối tượng. Chính vì vậy, đây là vấn đề nổi cộm bức xúc nhất hiện nay. Không thể có cái mục đích thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội chung chung mà chỉ được là thu hồi đất cho các cái mục đích gọi là công cộng thôi. Mục đích công cộng là gì? Mục đích công cộng là các cái dự án đấy phải cho tất cả người dân đều có quyền hưởng lợi, chứ không phải chỉ cho doanh nghiệp để kiếm tiền hay là để kinh doanh kiếm lời, mà phải tất cả các người dân đều có quyền sử dụng. Tôi nói ví dụ, thu hồi đất để làm một cái công viên thì cái công viên đấy không được thu tiền để người dân, bởi vì ai cũng phải được tiếp cận được vào cái công viên đó, thì đấy mới là cái việc định nghĩa thế nào là cái dự án nó liên quan đến phát triển kinh tế xã hội thì nó được áp dụng ở mỗi nơi mỗi địa phương nó khác nhau. Mặc dù trong luật thì đã có quy định nêu ra là có các loại hình các cái dự án nào, nhưng khi thực hiện thì nó gần như là nó không đồng bộ, dẫn đến cái trường hợp là nhiều cái dự án đơn thuần chỉ là những cái dự án về đầu tư của nhà đầu tư, tất nhiên là đầu tư về kinh tế, phần nào đó thì có lợi cho nhà đầu tư, phần nào đó thì có lợi cho chị địa phương, nhưng mà lại liệt kê nó vào là cái dạng là dự án vì mục đích công cộng, vì mục đích phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, việc thu hồi đất thiếu minh bạch, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn nhiều hạn chế bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng chuyển nhượng, giao dịch đất, đầu cơ đẩy giá đất tràn lan đang gây bất ổn ở một số địa phương. Một cái câu chuyện, chính quyền không có vốn để làm, cho nên giao lại cho các nhà đầu tư. Và các nhà đầu tư đã giao lại, đã bỏ tiền đầu tư vào rồi, thì họ cũng phải được quyền thu hồi lại vốn. Bài toán con gà quả trứng nó nằm bắt đầu xuất phát từ đây. Và người dân sẽ không bao giờ chấp nhận đồng thuận khi đất của họ đưa ra bị thu hồi, rồi đến một sau khi dự án xong, họ là phải bỏ rất nhiều tiền, gấp 5, gấp 10, thậm chí là gấp hàng trăm lần, để lại được có chính chỗ ngồi trên mảnh đất của mình, với một mục đích là kinh doanh và phải lộp tô lộp thuế cho chính chủ cái trung tâm thương mại đó. Một bất cập khác trong công tác thu hồi đất, pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về thời điểm định giá đất, tài sản gắn liền với đất để tính tiền bồi thường. Về giá đất tính tiền bồi thường tại khoản 2 điều 74 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Nhưng các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn không xác định rõ thời điểm quyết định thu hồi đất là thời điểm nào. Chúng ta đang cố gắng rất nhiều để xây dựng một cái khung giá đất nhà nước nó tiệm cận với lại là giá thị trường. Thế nhưng mà rõ ràng là nó không đạt được kỳ vọng. Nó vẫn rất xa, 1 m² đất nông nghiệp vẫn chỉ được chưa đủ một bát phở. Thế trong khi đấy, khi thu hồi xong mà chưa kịp xây xong hạ tầng thì chủ đầu tư đã giao bán với mức giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho 1 m² đất. Thì rõ ràng ở đây chúng ta chưa thấy cái sự sát ở cái giá thị trường. Chính việc chênh lệch quá lớn giữa giá đền bù giải phóng mặt bằng và giá đất trên thị trường khiến công tác giải phóng mặt bằng luôn gặp khó khăn. Người dân không hợp tác khi họ đang sở hữu tài sản lớn là đất đai, nay bị thu hồi vĩnh viễn với giá rẻ mạt, khiến nhiều dự án công trình bị chậm tiến độ, dẫn đến đội vốn, thất thoát ngân sách nhà nước. Đền bù là chưa thỏa đáng, dồn ép, mà cái đền bù thì rất là ít, tiền đền bù cho dân là rất là ít, nhưng mà bán nhà cho dân thì quá đắt. Mà dân bây giờ là mất đất, mà lên trên tầng cao ở, coi như là đời sống kinh tế, gia đình nào cũng gặp khó khăn. Thu hồi, giải phóng mặt bằng lâu nay là vấn đề thời sự với nhiều bức xúc trong xã hội. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra nhiều điểm nóng về khiếu kiện tập thể kéo dài, như tại khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, khu đô thị Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập tồn tại trong công tác thu hồi đất hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có các quy định của Luật Đất đai về việc thu hồi đất chưa phù hợp. Quá trình tổ chức triển khai thi hành trên thực tế còn tồn tại nhiều rủi ro, mâu thuẫn lợi ích dẫn đến tranh chấp đất đai, đặc biệt là sự buông lỏng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Quá trình thực tiễn áp dụng luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng nguyên nhân của những tồn tại bất cập nêu trên là do hệ thống pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất, dẫn tới không rõ trách nhiệm quản lý, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Có một số nội dung quy định biểu hiện chưa phù hợp với thực tiễn triển khai, chưa kể có một số nội dung phát sinh mới trong thực tiễn nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh. Bản thân hệ thống chúng ta nhiều trường hợp là chúng ta không đồng bộ, thống nhất với nhau, dẫn tới kết quả là
khi thực thi thì có thể là các chủ thể người ta lợi dụng pháp luật để mang tính chất là trục lợi trong nhanh nhạy, cũng có thể là dẫn tới người ta khả năng tiếp cận không thực hiện được. Là ví dụ như thực tiễn hiện nay là giữa luật đấu thầu và luật đấu giá, luật đất đai, luật đất đai liên quan dự án được xưng danh ấy, thì về nguyên tắc phải đấu giá, nhưng luật đấu thầu lại có quy định tương tự là đấu thầu. Vậy trong nhiều dự án người ta lại lựa chọn đấu thầu hay lựa chọn đấu giá, thì trong trường này rõ ràng giữa hai luật với nhau là trừ hợp tác được, cái trừ tách được. Hay câu chuyện đây luật đất đai lại quy định một số trường hợp là có thể đấu giá không cần giao đất, không cần thông qua đấu giá do thủ tướng chính phủ quyết định. Nhưng thủ tướng chính phủ quyết định trên dựa các bước nào thì chúng ta lại quy định không rõ ràng minh định trong cái luật đất đai. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất cập của luật đất đai là do Việt Nam là đất nước xây dựng nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Luật đất đai tuy đã có những thay đổi quan trọng, nhưng nhiều nội dung của luật vẫn mang nặng quan điểm của mô hình kinh tế kế hoạch tập trung. Và đây chính là lỗ hổng cho các nhóm lợi ích lợi dụng thâu tóm một khối lượng tài sản khổng lồ của nhà nước. Sự thay đổi phát triển rất là nhanh của nền kinh tế Việt Nam, thì quản lý nhà nước là theo chưa kịp. Đặc biệt đó là cái khâu quản lý nhà nước về đất đai, thể hiện ở cái chỗ thông tin lịch sử sử dụng đất của những người sử dụng đất với nhau. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến. Nhiều địa phương, đơn vị do lãnh đạo thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng, không đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện nghiêm các quy định của luật. Chính sách pháp luật ở đây rõ ràng là đang có sự buông lỏng quản lý, còn không nói đến cái việc là tiếp tay cho sai phạm. Chúng ta biết là gì? Là gần đây nhất, mới cách đây có mấy ngày thôi, thì kết luận của thanh tra đã chỉ ra những cái sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm, quy hoạch. Đấy, thế thì rõ ràng ở đây không phải pháp luật, không phải pháp luật là không chặn. Kể cả từ thời điểm năm 93, luật đất đai năm 93 đã có những cái quy định phù hợp với thời điểm đấy rồi. 2003 cũng vậy, và luật quy hoạch sau này cũng thế, rồi luật kinh doanh bất động sản ra nữa. Thì chúng ta không có lý gì chúng ta nói rằng là không có quy định pháp luật điều chỉnh. Mà ở đây rõ ràng là những con người thực thi pháp luật, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo ở các địa phương đã cố tình bao che dung túng cho sai phạm và không nói đến là cái việc là có hay không có cái việc lợi ích nhóm. Theo các chuyên gia, nếu những bất cập trong công tác thu hồi đất của luật đất đai 2013 nếu không được khắc phục thì những hệ lụy trên đây sẽ tiếp tục gây nên hậu quả nặng nề. Luật đất đai năm 2013 đang có những khoảng trống cho nhóm lợi ích lợi dụng trục lợi trong công tác thu hồi đất. Vì vậy cần phải sửa đổi luật đất đai năm 2013 để lấp những khoảng trống trong pháp luật hiện nay. Đặc biệt là cần có những quy định chặt chẽ hơn trong quy định về thu hồi, đền bù và giải phóng mặt bằng để đất đai thực sự là nguồn tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này nó là câu chuyện mang tính lịch sử và cái thể chế. Và chúng ta không dễ gì để làm một cái nó minh định rõ ràng được nếu như nhìn lại cả một cái quá trình phát triển như vậy. Có điều chúng ta bây giờ làm sao mà quản lý cho nó có hiệu quả và công khai minh bạch. Quan trọng nhất là tôi hiểu là công khai minh bạch kể cả câu chuyện đó. Ở đây là các cơ quan chức năng là đấu giá hay đấu thầu quyền sử dụng đất đối với các loại dự án nào thì phải để cho xã hội người ta kiểm soát được câu chuyện đó. Chỉ đấy mới là cái quan trọng nhất về câu chuyện chúng ta thực hiện. Thì tôi cho rằng cái mấu chốt nhất đó là vấn đề về cái thẩm quyền thu hồi đất đai của nhà nước. Và định luật đất đai năm 2000 sửa đổi tới đây cần phải làm rõ cụ thể hơn về cái việc là trường hợp nào thì nhà nước thu hồi đất đai và trường hợp nào thì doanh nghiệp, nhà đầu tư phải đàm phán với các bên. Chúng ta phải hạn chế tối đa cái việc là nhà nước thu hồi đất đai của người dân và dựa trên cái khung đất đai mà nhà nước vẫn đang làm như hiện nay. Phải làm đúng các quy định hiện hành đã. Thì sau đấy từ cái việc làm đúng các quy định hiện hành dẫn đến nếu ai làm sai, cá nhân nào làm sai thì sẽ bị xử lý. Cá nhân hay tập thể đều phải xử lý một cách nghiêm minh. Sau đấy công khai minh bạch cái việc xử lý này lên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là tại địa phương để người dân thực hiện cái quyền giám sát. Đấy là đầu tiên về góc độ về chính quyền. Còn về góc độ về pháp luật thì chúng ta phải rà soát lại các cái quy định. Nếu còn chồng chéo, nếu còn bất cập thì chúng ta phải sửa đổi. Chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi, khắc phục những cái quy định có thể trước mắt chưa thể bằng sửa đổi luật được thì chúng ta có thể sửa đổi bằng các cái nghị định của chính phủ để chúng ta hạn chế được những cái bất cập.
quan trọng nhất là luật phải được đi vào thực thi. Quá trình thực thi pháp luật phải được bảo đảm đúng như nó đã được xây dựng lên. Chứ không phải xây dựng ở trên với ý tưởng là quả bóng, nhưng xuống dưới thực hiện thì nó lại thành quả bầu. Không ổn. Đó mới là vấn đề cần phải xem xét. Còn trong quá trình xây dựng luật, nếu như được phản biện tốt hơn, được đưa những chứng lý khoa học thuyết phục hơn, và quan trọng hơn là cho toàn bộ các đối tượng bị tác động được quyền phản biện và được ghi nhận đầy đủ, đây mới là yếu tố quan trọng nhất, thì phải được thay đổi trong quy trình làm luật. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.